Bây giờ là vào bản và kiếm chỗ ngủ giao lưu. Bố ơi. Bố. Sao con lấy cái dép đi chơi? Mẹ lấy cho con mà. Đi đây có cậu đeo khẩu trang không? Bên này là khu ngủ của trẻ con. Cái gì gì? Bảo Bon hỏi mật khẩu wifi cho. Bảo Bon là không biết à? Thế gì nhập đi. Ơi. Ok. Ok. Được chưa? To quá. Linh Linh bỏ lui máy ra cho các anh giải cho. Kéo lui máy ra. Ngủ thử. Đây còn ngủ thử nữa. Thử. Sang đây làm cho vui. Bên ơi. Tôi muốn hỏi thầy à, con yên em muốn hỏi thầy. À đây 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 đúng rồi, đây. Năm nay có chồng không? Có. Có đây, có chồng nha, nhưng mà đây là đang cái này là hơi mờ, là hơi nhắn khác như thế này nha. Anh nghe là chưa thấy đặt lễ cho thầy. Chưa thấy đặt lễ nữa. Chưa thấy đặt lễ mà cứ hỏi như thật. Ôi, lễ này thì không thiêng rồi. Đâu lễ đâu. Rồi lễ đâu nhúc. Đâu. Xôi đâu. Hôm nay mà yêu nó đấy.
Thank you.
một clip thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
pi pi đi. Chú chóng mệt lắm. Hãy cây hoa xa.
Thank you.